Xin hân hoan chào mừng quý vị đến với kênh Hiệp Ba Đạo. Hôm nay mình đã chuyển sang một đề tài khác, đó là đề tài Công giáo bên bờ vực thẳm. Và phần này thì nó hơi dài, vì mình sẽ nói cái bản thảo của tác giả Chắc Lê Nguyễn, hay còn gọi là Nguyễn Văn Chấn, của ông được sống tại Mỹ. Vào tiếp theo, sách kinh Công giáo và tác hại của nó. Vài lời tâm huyết của tác giả. Đây là bản thảo trên công vụ thơ do tôi in ra để gửi đến một số giới chức cao cấp hữu trách của giáo hội Công giáo có liên quan trực tiếp đến những vấn đề đã được nêu ra trong bản thảo này. Mặc dù giới tu sĩ Công giáo Việt Nam nói chung là đối tượng phê bình chính yếu tôi nhắm tới, nhưng tôi không coi họ là thù địch. Nhiều người trong họ vẫn luôn luôn là những người bạn thân thiết và là anh em ruột thịt của tôi. Tôi chỉ ước mong các anh em bạn hữu Công giáo, và xin quý vị hãy coi đây như một bản tường trình giải bày tâm sự của tôi đến quý vị đứng trên cương vị quốc gia dân tộc, thì đây là một việc đóng cửa bảo nhau. Nếu chỉ đứng trên lập trường thuần túy tôn giáo thì đây là một hành vi mở cửa bảo nhau. Nhưng dầu sao chăng nữa, tôi với quý vị tu sĩ Công giáo vẫn là người nhà với nhau mà thôi. Chẳng qua nói thật mất lòng, chứ tôi không hề có một thù oán riêng tư nào với quý vị. Tôi chỉ chống lại những điều sai trái của giáo hội Công giáo, chứ tôi không chống đồng bào Công giáo. Trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, vợ con, anh chị, em ruột thịt, bà con dòng họ thân thích, nội ngoại, và 95% bạn bè thân thiết của tôi đều là Kitô hữu. Tôi cũng xin thú thật là tuy tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình Công giáo, nhưng giáo hội Công giáo lại là thứ tôi vô cùng khinh bỉ. Tôi căm ghét nó hơn hết mọi thứ trên đời này. Trong thời hiện đại này, thiết tưởng tôi chẳng cần nói ra, quý vị cũng hiểu tại sao tôi lại khinh bỉ ghê tởm đạo Công giáo đến như vậy. Người Cộng sản bỏ tù và hành hạ thân xác tôi gần 10 năm. Tuy tôi không ưa chủ nghĩa độc tài Cộng sản, nhưng tôi không cảm thấy căm thù họ. Trái lại, đạo Công giáo chẳng làm gì tôi, nhưng tôi ước mong lương tri và lương tâm nhân loại hãy vì sự an lạc và hạnh phúc của con người mà trừ diệt nó trên toàn thế giới sớm ngày nào hay ngày ấy. Đó là nguyện vọng tha thiết nhất suốt cả cuộc đời tôi. Tôi luôn luôn sẵn sàng hy sinh để chống lại tà đạo Công giáo La Mã. Tôi coi đây như là một sứ mạng thiêng liêng mà Thượng Đế muốn tôi góp phần dự vào. Nói như vậy không có nghĩa là tôi thù ghét hết những người theo đạo Công giáo. Tôi chẳng bao giờ mong tất cả những người thân của tôi kể trên trở thành các thánh tử đạo Việt Nam. Hơn nữa, gia tộc nội ngoại của tôi đã có quá nhiều các ông thánh, bà thánh tử đạo. Tôi không muốn có thêm một ông thánh hay bà thánh tử đạo nào nữa. Tôi chỉ có một tâm nguyện thiết tha là phục vụ lợi ích chung của dân tộc, không phân biệt lương giáo. Bởi lẽ dù lương hay giáo, chúng ta đều là người Việt Nam. Dù lương hay giáo, chúng ta đều có chung một di sản văn hóa vô cùng quý giá của tổ tiên để lại, nên chúng ta phải cùng nhau ra sức bảo tồn và phát huy. Nền văn hóa nhân bản truyền thống của dân tộc là quốc đạo của chúng ta, Tam giáo, Phật, Khổng, Lão và Công giáo đều là những sản phẩm văn hóa ngoại nhập. Các tôn giáo ngoại nhập sẽ hữu ích nếu chúng ta chỉ coi chúng như những món trang sức phụ thuộc và bổ khuyết cho quốc đạo của chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta coi một trong những tôn giáo ngoại nhập là chân lý tuyệt đối, là chúng ta sẽ trở thành những kẻ cuồng tín, vọng bản, đắc tội, phản quốc và nhất định sẽ bị toàn dân Việt Nam anh hùng, bất khuất, trừng trị thích đáng. Mọi tên Việt gian phản quốc đội lốt tôn giáo nhất định sẽ không còn đất sống trên quê hương tổ quốc mình. Xin đừng để những món hàng tôn giáo ngoại nhập chia rẽ chúng ta
và gây họa cho đồng bào ruột thịt của mình. Nhất là trong thời kỳ đất nước bước vào giai đoạn phát triển, mọi ý kiến trình bày ở đây đều chưa thật sự phản ánh lập trường của tôi, vì chính tôi cũng chưa hài lòng với những điều mình đã viết ra đây. Tôi rất mong sự hợp tác đóng góp ý kiến của toàn thể các vị nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước, để chúng ta cùng chung sức trong nghĩa vụ thiêng liêng đối với dân tộc và tổ quốc Việt Nam. Sau hết, tôi xin minh xác một điều quan trọng. Việc viết tài liệu này đơn thuần là một hành vi tự phát của tôi. Tôi không hề nghe một ai xúi biểu và cũng chẳng đại diện cho một phe phái chính trị hay tôn giáo nào. Tôi hoàn toàn độc lập từ đầu đến chân và chỉ riêng một mình tôi chịu trách nhiệm về những điều tôi phát biểu ở đây. Tuyệt đối không liên hệ tới bất kỳ một người thứ hai nào khác. Trân trọng kính chào. Hoa Kỳ, tháng 3 năm 2001. Chắc Lê Nguyễn. Đó là lời tựa của tác giả. Vấn đề tiếp theo là vấn đề trách nhiệm của Hội đồng Giám mục. Mọi giáo phận Công giáo thường có một cuốn sách sưu tập các bài kinh do giáo hội dọn soạn sẵn để giáo dân đọc mỗi khi cầu nguyện tại nhà hoặc đọc chung tại nhà thờ. Sách sưu tập các bài kinh này được gọi là sách kinh nguyện. Các sách kinh nguyện gồm có phần lớn là các bài kinh đọc quanh năm gọi là toàn niên kinh nguyện. Một số bài kinh đặc biệt khác để đọc theo mùa: mùa chay, mùa Giáng sinh, tháng Đức Mẹ, tháng Trái Tim Chúa, vân vân. Các sách kinh nguyện được xuất bản và lưu hành trong mỗi giáo phận luôn luôn phải có phép chuẩn y của giám mục, tổng giám mục quản nhiệm. Sự chuẩn y này thường được ghi bằng tiếng Latin, chẳng hạn như ở trang đầu của sách kinh Nhật Khóa của Tổng giáo phận Sài Gòn có ghi: Imamatos Sài Gòn Đai 19 Messi Matu năm 1971, Paulus Nguyễn Văn Bình. Sách kinh nguyện của các địa phận có thể khác nhau về ngôn ngữ địa phương, hoặc có một số bài kinh được in trong sách của địa phương này mà không được in trong sách của địa phận khác. Nhưng về mặt nội dung thì tất cả các sách kinh nguyện đều đồng nhất. Theo như của giám mục Hồ Ngọc Cảnh in trong phần đầu sách toàn niên kinh nguyện Bùi Chu, thì nội dung của các sách kinh nguyện đã được minh định là đồng nhất trong cuộc họp của toàn thể các giám mục Huế năm 1924. Để dẫn chứng các trách nhiệm của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng tôi đặc biệt chú ý đến sách Linh Địa La Vang của linh mục Sita Neo Nguyễn Văn Ngọc, được xuất bản lần đầu tại Việt Nam với sự chuẩn y của Tổng đại diện Tòa Giám mục Huế ngày 13 tháng 4 năm 1970 và được tái bản năm 1978 tại Hoa Kỳ do Nguyệt Sang Trái Tim Đức Mẹ thuộc dòng đồng công ở Missouri. Sách Linh Địa La Vang đã được viết ra một cách rất tự nhiên, bộ lọc nguyên vẹn, tim gan, sâu kín của giới tu sĩ Công giáo Việt Nam. Cuốn sách này đã được giới chức có thẩm quyền theo giáo luật cho phép và đã được dòng đồng công hải ngoại cho tái bản. Ngoài việc sách này cho biết thêm chi tiết về hội đồng sang định các kinh nguyện, nó còn cho chúng ta biết rất nhiều điều đáng ghi nhận về trách nhiệm của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Theo sách Linh Địa La Vang, Hội đồng sửa kinh đã cùng nhau làm việc trong 3 tuần lễ từ 28 tháng 4 đến 17 tháng 5 năm 1924. Ngày 19 tháng 5 năm 1924, Hội đồng sửa kinh đã đến viếng Thánh Địa La Vang bằng xe hơi của Nguyễn Hữu Bài. Lại bộ tham biện Cơ Mật Tức, Bộ trưởng Nội vụ của Chính phủ Nam Triều thời Pháp thuộc, cùng với Giám mục Lê Mách Ly, cai quản địa phận Huế thời đó,
trang 147. Năm 1885, triều đình Huế thất thủ. Năm 1886, giám mục Sozi ỷ vào thế lực thực dân Pháp trưng đất của dân làng Thanh Tấn và Ba Trục thuộc tỉnh Quảng Trị để mở mang linh địa La Van. Tại đây có một ngôi chùa dưới gốc cây đa trong rừng lá vàng, được dân làng xây dựng từ đầu đời vua Minh Mạng. Dân Công giáo đến phá chùa để cướp đất và họ đã làm những bài vè khá dài kể về việc này. Có điều là họ cho rằng người phá chùa là Đức Mẹ Linh Thiêng chứ không phải người thường. Bài vè này đến nay vẫn được giáo dân La Van truyền tụng. Linh mục Sita Nio Nguyễn Văn Ngọc ghi lại bài vè khá dài, trang 39 đến 46, trong đó như đoạn như sau: Rằng Phật, rằng thần lao đao, có bà bên đạo phép cao lạ lùng. Bà vào, bà đánh tứ tung, bao nhiêu thần Phật đều tung ra ngoài. Tiếng bà thật đã linh oai, lư hương bát đất đền đài đều hư. Linh địa La Van, trang 40-41. Chốn này là chốn chúa bà, cho nên thần Phật quỷ ma kiêng dè. Linh địa La Van, trang 45. Ngôi chùa đã được biến thành nhà thờ Công giáo từ đó. Đây là thánh đường đầu tiên tại La Van, nơi chính Đức Mẹ đã hiện ra. Người ta phao tin như thế. Tên cũ Lá Vàng được đổi thành La Van, có lẽ do các giáo sĩ người Pháp viết như vậy trong các văn kiện nói về Lá Vàng, ghi chú của Charles Nguyễn. Từ khi ở linh địa La Van có nhà thờ đầu tiên thì sự tích Đức Mẹ hiện ra được thông báo đi khắp nơi bằng giấy mực của giáo quyền và chính quyền thực dân. Bài vè có ghi chép: Các người đều lãnh thơ đi, kẻ thời ra nghệ người đi kinh thành. Nghe thơ kể việc rành rành, thấy điều khen ngợi thanh danh Đức Bà. Tiếng đồn chóng thổi gần xa, thông qua biển cá huống là non sông. Linh địa La Van, trang 43 đến trang 44. Năm 1939, Đức Khâm Mạng Tòa Thánh Rapper gửi thông báo cho toàn thể Đông Dương chọn ngày 30 tháng 6 dương lịch là ngày lễ hai thánh Phêrô và Phaolô, làm lễ cầu an khắp nơi và sẽ tổ chức một cuộc rước kiệu thật lớn tại đền thờ Đức Mẹ La Van. Phủ toàn quyền những thông sức cũng thông sức khắp nơi cho các công nhân viên chức nhà nước phải đi lễ vào ngày nói trên. Linh địa La Van, trang 81. Mọi cuộc lễ tại La Van bị tạm ngưng do Thế chiến năm 1939, năm 1945. Sau khi Pháp trở lại Việt Nam ngày 12 tháng 9 năm 1946, lễ kính Đức Mẹ La Van lại được cử hành. Hôm đó có bà Vĩnh Thụy, tức Nam Phương Hoàng Hậu, đi xe hơi từ Huế ra tận La Van để dự lễ cầu an. Linh địa La Van, trang 82. Hội đồng giám mục Việt Nam được chính thức thành lập do sắc chỉ ngày 24 tháng 11 năm 1960 của Giáo hoàng Doan 22. Ngày 18 tháng 12 năm 1960, Hội đồng giám mục Việt Nam tổ chức đại lễ tạ ơn Tòa Thánh tại nhà thờ lớn Sài Gòn với sự tham dự của toàn bộ các giới chức cao cấp của chính phủ Việt Nam Cộng hòa do Ngô Đình Diệm lãnh đạo. Chính hôm ấy, Hội đồng giám mục Việt Nam và chính phủ Diệm đã quyết định dâng hiến Tổ quốc Việt Nam cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ, mà đại diện độc quyền chính thức của trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ trên trái đất này là Vatican. Chú thích của Charles Nguyễn: Đồng thời khấn hứa sẽ xây dựng một đền thờ dâng kính trái tim Đức Mẹ tại La Van. Nhà thờ La Van sẽ được gọi là đền thờ toàn quốc dâng kính trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, và linh địa La Van sẽ được gọi là trung tâm thánh mẫu toàn quốc.
ngày 8 tháng 8 năm 1961, Hội đồng Giám mục Việt Nam họp mặt tại Đà Lạt đã quyết định như sau. Bàn thờ chính tại nhà thờ La Vang sẽ được gọi là bàn thờ dâng hiến Giáo hội và Tổ quốc Việt Nam cho Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, và ba bàn thờ phụ để dâng kính các thánh tử đạo của ba miền Việt Nam. Các bàn thờ đều được làm bằng đá cẩm thạch lấy từ vùng núi non nước Ngũ Hành Sơn để tượng trưng cho non nước Việt Nam. Một công trường rộng lớn ở giữa lễ đài được xây dựng kiểu đài Nam Giao của triều đình Huế để dùng vào những ngày lễ hội tương tự như lễ hội tế Nam Giao của các vua nhà Nguyễn. Ngày 20 tháng 7 năm 1961, Tổng giám mục Ngô Đình Thục viết lời phi lộ trên tờ Nguyệt Sang Đức Mẹ La Vang số 1 nhấn mạnh: La Vang là của chung toàn thể quốc dân Việt Nam, cả lương lẫn giáo. Ngày 1 tháng 6 năm 1961, Tổng giám mục Ngô Đình Thục thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi hiệu triệu đi toàn quốc như sau: Ta vui mừng ban phép và dạy tổ chức Đại hội Kính Đức Mẹ La Vang năm 1961. Nhà chiến tranh tâm lý của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa được lệnh quyên tiền và đồng bào từ Nam chí Bắc không phân biệt lương giáo, linh địa La Vang, trang 103 đến 109. Danh tiếng linh địa La Vang còn được tung ra khắp Nam Châu nhờ cuộc phát hành bưu hoa Đức Mẹ La Vang. Lần đầu tiên trong lịch sử bưu chính Việt Nam, một con tem với đề tài tôn giáo Đức Mẹ La Vang được phát hành ngày Song Thất, ngày 7 tháng 7 năm 1962. Trước đây, giới sưu tập đã có dịp thưởng thức những loại tem thắng cảnh như nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam Huế năm 1958, Tháp Thiên Mụ năm 1959, qua năm 1964, tem giáo sĩ Đắc Lộ. Hôm nay, họ lại có dịp sưu tập những cánh tem bưu chính mang chân dung mẹ từ ái của Việt Nam, Đức Mẹ La Vang. Phóng viên Nhật báo Viễn Đông, Yunnan, mô tả sự tấp nập tại công thự Bưu điện Sài Gòn trong buổi phát hành tem thơ Đức Mẹ La Vang sáng nay 7 tháng 7 năm 1962. Ngay từ khi mới mở các ghi xê, hàng ngàn người thuộc đủ quốc tịch đã tràn ngập bưu sảnh Sài Gòn. Những linh mục, chúng sinh, sinh viên, học sinh để mua những con tem mới dâng kính Đức Mẹ La Vang do Sở Bưu điện phát hành. Tổng hội những người công giáo ái mộ tem thơ đã cho biết rằng họ rất yêu mến loại tem Đức Mẹ La Vang của Việt Nam vì tính các lịch sử cũng như công trình lấm loát của loạt tem ấy. Tem thơ Đức Mẹ La Vang mang chân dung Đức Mẹ đặt tên Chúa Hài Đồng trên địa cầu. Phía sau là mấy bụi trúc tốt tươi nằm bên cạnh mẹ, đó là quốc huy của nước Việt Nam Cộng Hòa. Linh địa La Vang 133 đến 134. Điều này ngụ ý thế quyền Việt Nam Cộng Hòa phải phục tòng thần quyền là Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chú thích của Chắc Liên Nguyễn. Đức Hồng Y Giáo chủ Hoa Kỳ Francis Feldman đã đến thăm linh địa La Vang ngày 7 tháng 1 năm 1955 và làm lễ nơi bàn thờ Đức Mẹ. Ngài tuyên bố: Tôi cầu nguyện và tôi tin chắc Đức Mẹ La Vang sẽ thắng, không nói rõ ai thắng ai. Linh địa La Vang trang 138. Hồng Y Akga Yanan, đặc sứ toàn quyền của Tòa Thánh, đến thăm La Vang ngày 21 tháng 2 năm 1959. Ngài tuyên bố: Tôi khẩn khoản nài xin lòng nhân lành Thiên Chúa sẽ đổ xuống như mưa trên trời cho Giáo hội và dân tộc Việt Nam để vinh danh Chúa Kitô vua, để sáng danh Giáo hội Công giáo là mẹ lành, hầu nên một đoàn chiên dưới sự điều khiển của một hội chủ chiên. Linh địa La Vang trang 139, trang 140. Từ ngữ Công giáo nên một đoàn chiên có nghĩa là cả nước Việt Nam sẽ trở thành toàn tòng Công giáo. Hơn một thế kỷ qua,
Kể từ khi Đức Mẹ hiện ra tại La Vang, linh địa La Vang, vẫn khiêm tốn nằm giữa cánh rừng hoang núi vắng không mấy ai được biết. Trong thời gian lâu dài trên, đoàn con của Đức Mẹ sống hoàng hoại giữa những kỳ cấm đạo liên tiếp và bao biến cố chính trị xáo trộn. Vì thế các đức giám mục bề trên của địa phận Huế lúc bấy giờ như Đức Cha La Bi Reo, Đức Cha Tha Bết, Đức Cha Á Thành Xeo Nót, Đức Cha Pheo Linh Rin, Đức Cha Sô Hi và Đức Cha Bô Ri Nơ phải im hơi lặng tiếng đối với linh địa La Vang. Trái lại, trong thời gian việc đạo được bằng an phồn thịnh từ năm 1886 đến năm 1963, La Vang được lớn hơn, được đẹp hơn và được sùng mộ hơn. Trước tiên là do sự lo lắng của các đức cha địa phận như Đức Cha Gáp Ba, Đức Cha El Ly, Đức Cha Chắc Bồ Non, Đức Cha Lê Na Ly, Đức Cha Uritia và Đức Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục. Các đấng vì lòng thành kính Đức Mẹ La Vang đã nỗ lực tô điểm La Vang bằng tinh thần và bằng vật chất để linh địa La Vang trở thành giáo đồ của một dân tộc. Các đức giám mục gốc Bình Trị Thiên rất sùng kính Đức Mẹ La Vang như Đức Cha Domenico Hồ Ngọc Cảnh, Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục, Đức Cha Anselmo Lê Hữu Từ, Đức Cha Simon Hòa Hiền và Đức Cha Francisco Save Nguyễn Văn Thuận. Linh địa La Vang, trang 143-144, xin lưu ý danh từ giáo đô. Cụ Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901 tại Huế, trong gia đình công giáo kỳ cụ, nguyên quán làng Đại Phong, Quảng Bình, trú quán tại làng Phương Quả, Thừa Thiên. Đến 20 tuổi đã vào trường hành chính làm tri phủ Hải Lăng, nơi có thánh địa La Vang. Ở gần nhà thờ La Vang một thời gian thì ông phải xa nhà Đức Mẹ mà đi làm tổng đốc Bình Thuận, rồi trở lại về Huế giữ chức thượng thư bộ lại. Đến ngày 27 tháng 1 năm 1955, cụ Ngô trở về nước với chức thủ tướng chính phủ. Từ khi lên làm tổng thống tháng 10 năm 1955, cụ Ngô mỗi năm đều ra Quảng Trị. Việc đầu tiên là cụ tới La Vang để cầu khẩn Đức Mẹ, chẳng hạn như ngày 18 tháng 6 năm 1961. Sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, cụ đến viếng đền Mẹ La Vang với một cử chỉ đạo đức tỏ lòng thành kính Đức Mẹ đặc biệt. Đoàn xe dừng lại ở đầu đường trải nhựa, cụ xuống xe, cởi giày, từ đó đi chân không đến cửa đình. Linh địa La Vang, trang 134, trang 135. Ngày 8 tháng 8 năm 1961, Hội đồng Giám mục Việt Nam quyết định tổ chức Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc kéo dài 3 năm. Lễ bế mạc trọng thể dự tính sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm 1964 dưới sự chủ tọa của một Đức Hồng Y đại diện Tòa Thánh Đức Cha Ngô Đình Thục, được Hội đồng Giám mục đề cử đứng ra khẩn xin tòa thấp chấp thuận đề nghị cử Đức Hồng Y Agaginian, Bộ trưởng Thánh Bộ truyền giáo sang Việt Nam chủ tọa đại lễ này. Nhưng Công đồng Vatican II họp lại La Mã tháng 10 năm 1963 đã bác bỏ đề nghị của Tổng Giám mục Ngô Đình Thục và ra lệnh hoãn Đại hội Thánh Mẫu toàn quốc tại La Vang vô thời hạn. Linh địa La Vang, trang 124, trang 125. Mấy trang sách nói trên cũng cho chúng ta nhận thức được vai trò hết sức quan trọng của Hội đồng Giám mục Việt Nam đối với vận mệnh đất nước như thế nào. Vai trò của Hội đồng Giám mục tại lại càng trở nên quan yếu hơn trong những quốc gia có chính quyền nằm trong tay người Công giáo. Những trang sách này cũng là những bằng cớ lịch sử không thể chối cãi chứng tỏ Hội đồng Giám mục Việt Nam và chế độ Diệm đã có quyết tâm biến Công giáo thành quốc giáo,
Đó là ước mơ sâu kín và mãnh liệt nhất của hàng giáo phẩm và giáo dân cuồng tín Việt Nam. Ước mơ thấy được thể hiện thường xuyên trong các lời kinh cầu nguyện. Xin quý độc giả cứ lật mấy cuốn sách kinh nguyện Công giáo Việt ngữ ra đọc, sẽ thấy nhan nhản những bằng cớ cụ thể. Trong suốt thời gian pháp thuật, các giáo sĩ Tây Phương vẫn cố gieo vào đầu óc các tu sĩ và giáo dân Việt Nam một châm ngôn nô lệ, nổi tiếng nước Pháp là trưởng nữ hội thánh và là mẹ Việt Nam. Nhiều tài liệu lịch sử đã chứng minh Tổng giám mục Ngô Đình Thục rất trung thành với thực chân Pháp. Tổng giám mục Ngô Đình Thục và Hội đồng giám mục Việt Nam đã cố gắng hết sức để thực hiện châm ngôn nô lệ nói trên trong suốt thời gian Ngô Đình Diệm làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Sự thật lịch sử là giáo quyền Công giáo do giám Hội đồng giám mục Việt Nam đứng đầu và thế quyền đệ nhất Cộng Hòa Việt Nam do Ngô Đình Diệm lãnh đạo đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong âm mưu hiến dâng Tổ quốc Việt Nam cho bọn thực dân đế quốc. Nếu không có chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, nếu không có cuộc đảo chính thành công của phe cấp tiến tại Vatican trong tháng 10 năm 1962, Công đồng Vatican II khai mạc vào tháng 10 năm 1962 là một cuộc đảo chính thành công của phe Công giáo cấp tiến Âu Châu loại trừ phe bảo thủ của giáo hội do Pio thứ 12 và Spellman lãnh đạo. Phe bảo thủ Công giáo này chính là siêu quyền lực quốc tế cũ đã đưa Kennedy, gốc Công giáo Ái Nhĩ Lan và thầy tu Diệm lên nắm chính quyền tại Mỹ và Việt Nam. Nhất là nếu không có cuộc cách mạng ngày 1 tháng 1, 11 năm 1963 thì Tổ quốc Việt Nam có thể đã bị xóa bỏ vĩnh viễn. Lịch sử thế giới đã chứng minh không có một chế độ độc tài nào khủng khiếp và nham hiểm cho bằng độc tài Công giáo. Một khi Công giáo đã trở thành quốc giáo thì châm ngôn nô lệ nói trên sẽ thành hiện thực. Bọn thực dân đế quốc chỉ mong đợi Việt Nam trở thành toàn tổng Công giáo thì nước Pháp sẽ chính thức là mẹ của Việt Nam. Tất nhiên Vatican sẽ là bà ngoại của dân tộc ta. Các tôn giáo khác nhất định sẽ bị tiêu diệt và mọi truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc sẽ không còn. Một khi văn hóa truyền thống bị tiêu diệt thì dân tộc ta chỉ còn là cái xác không hồn. Có nhận thức được điều này mới thấy rõ Công giáo là đại họa khủng khiếp nhất của dân tộc ta từ trước đến nay. Trong Vatican thú tội và xin lỗi, giáo sư sử học Nguyễn Mạnh Quang đã viết: Giáo hội La Mã đã liên kết chặt chẽ với các đế quốc Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Phát xít Ý, Đức, Đức Quốc xã trong việc đánh chiếm các đất đai tại lục địa Phi, Mỹ và Á Âu. Để củng cố quyền lực, các thực thi chính sách bất khoan dung, diệt tận gốc rễ tất cả các tôn giáo và văn hóa khác mà giáo hội đã quyết tâm theo đuổi từ ngàn xưa. Tất cả những sự kiện trên đều do chúng ta thấy rằng Vatican là một đế quốc thực dân xâm lược thâm độc nhất, gian ác nhất, bạo ngược nhất và dã man nhất trong lịch sử nhân loại từ thời thượng cổ cho đến ngày nay. Riêng về tội ác mưu toan hủy diệt các tôn giáo khác và nền văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam, sách sử ghi rõ kế hoạch Bunginer nhằm xé nhỏ nước Việt Nam ra thành nhiều mảnh, biến thành những tiểu quốc theo biên giới sắc tộc và địa lý, rồi hủy diệt tất cả ảnh hưởng của nền văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Kế hoạch này được tiến sĩ Cao Huy Thuận trình bày rõ ràng trong cuốn Đạo Thiên Chúa và Chủ nghĩa thực dân Pháp tại Việt Nam, trang 270-271. Tội ác của những Việt gian đội lốt tôn giáo là không thể tha thứ. Càng nghiên cứu về lịch sử bành trướng của đạo Công giáo, chúng ta càng ngạc nhiên và không khỏi rùng mình ghê sợ trước những núi tội ác của nó. Vì mức độ khủng khiếp đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người bình thường chúng ta. Có nhận thức được điều này, chúng ta mới cảm thấy hú hồn hú vía vì dân tộc Việt Nam ta quả là được cứu thoát khỏi đại họa diệt vong trong đường tơ kẻ tóc vào ngày 1 tháng 11 năm 1963. Đây là một vấn đề thuộc lịch sử mà phần đông chúng ta chưa nhận thức đúng giá trị của đó. Tuy nhiên,
Chúng tôi cũng không dám lạm bàn rộng thêm tại đây, và xin để lịch sử Việt Nam sau này sẽ làm sáng tỏ. Bài viết này chỉ giới hạn trong việc đề cập đến các sách kinh nguyện Công giáo bằng Việt ngữ mà thôi. Chúng tôi biết thiết nghĩ giáo Hội đồng Giám mục Việt Nam là cơ quan lãnh đạo cao cấp nhất của Giáo hội Công giáo Việt Nam, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của các kinh sách nguyện Công giáo trên phương diện luật pháp quốc gia. Ngoài ra, chúng tôi đòi hỏi Hội đồng Giám mục Việt Nam phải trả lời trước Tòa án Lương tâm và Lương tri của dân tộc Việt Nam về những tác hại tinh thần và văn hóa mà các sách kinh nguyện Công giáo đã gây ra cho dân tộc từ trước đến nay. Hội đồng Giám mục Việt Nam hiện do Hồng Y Phạm Đình Tụng làm chủ tịch, trụ sở đặt tại số 40 phố Nhà Chung, Hà Nội. Hồng Y Phạm Đình Tụng sinh quán tại Phát Diệm, quê hương lừng danh của cha Việt Giang Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi và linh mục Mafia Hoàng Quỳnh. Nếu Hồng Y Phạm Đình Tụng không phải là hậu vệ xuất sắc bén gót của các tiền bối khét tiếng bán nước hại dân như Trần Lục, Lê Hữu Từ, thì ông đã long trọng lên tiếng xưng thú các núi tội lỗi của Giáo hội Công giáo Việt Nam trước quốc dân và đã làm lễ sám hối trước bàn thờ Tổ quốc Việt Nam từ lâu rồi. Trong tác phẩm The Net Box, một cuốn sách chính trị bán chạy nhất trong năm 1995 tại Mỹ, ký giả Pharaoh Hadley White viết không có một cuộc bầu cử nào thu hút sự tập trung chú ý của Giáo hội Công giáo và toàn thế giới cho bằng cuộc bầu cử giáo hoàng. Bởi vì đằng sau những bức tường của Vatican lịch sử thế giới đang được hình thành, có 6 nước cộng sản hoặc cựu cộng sản sẽ lái Hội đồng Hồng Y của Vatican về phía bảo thủ cực hữu. Phaolô Giêsu Giuse Phạm Đình Tùng, Tổng giám mục Hà Nội, 75 tuổi, và Jaime Luca Otera Alamino, Tổng giám mục Havana, Cuba, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1936, có triển vọng là những kẻ chủ chốt trong quá trình tan rã chế độ cộng sản của họ. Trong buổi bối cảnh thế giới hiện nay đang diễn ra một cuộc cách mạng tâm linh, tên tội phạm lớn nhất của lịch sử nhân loại là Vatican cũng đã phải long trọng làm lễ xưng thú hàng núi tội ác chống loài người của nó trong 17 thế kỷ qua. Hầu hết các giáo hội Công giáo Tây Phương cũng đã có những hành vi thú tội tương tự từ lâu. Dân tộc Việt Nam đã kiên nhẫn chờ đợi sự thú tội muộn màng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhưng đến nay chúng ta đã phải chờ thở dài thất vọng. Sự im lặng hoàn toàn của Giáo hội Công giáo Việt Nam trước các vấn đề lương tâm là một hành vi cực kỳ ngoan cố và không thể chấp nhận được. Chúng tôi thiết nghĩ nay đã đến lúc các tội ác phản quốc của Công giáo Việt Nam cần phải được dân tộc Việt Nam đem ra tra vấn. Do đó, tôi xin đặt vấn đề trách nhiệm của Hội đồng Giám mục Việt Nam trước công tâm phán xét của toàn thể đồng bào trong những cũng như ngoài nước, nhất là trách nhiệm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về những tác hại của các sách kinh nguyện Công giáo, cái thòng lọng Công giáo. Vấn đề 2, gia tộc tổ tiên bên nội ngoại tôi là Ninh Cường, tỉnh Nam Định, theo đạo Công giáo từ đầu thế kỷ 16, nên cha tôi theo truyền thống lâu đời của gia tộc là mỗi khi có con cháu sinh ra được 3 ngày thì đem đến nhà thờ để cha xứ làm phép bí tích rửa tội. Giáo dân có thói quen thường hay đưa con đến nhà thờ vào ngày chủ nhật sau khi sinh đứa bé, nên thời hạn 3 ngày nói trên có thể du di sớm hơn hoặc trễ hơn, nhưng ít khi nào đến lâu quá một tuần. Nay tôi nhận thấy đây là một hành vi độc đoán của người lớn đối với trẻ thơ về việc quyết định theo đạo hay không, là điều hệ trọng cần phải để đến lúc con người trưởng thành mới đủ óc phán đoán để có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Không một ai, dù là cha mẹ, có thể tự ý quyết định thay mà không đếm xỉa đến sự ưng thuận của đương sự được. Các tôn giáo luôn lớn tiếng kêu gọi tự do tín ngưỡng,
Trong khi hành vi cưỡng bách trẻ thơ chịu phép rửa tội thực chất là nghi lễ nhập đạo, là một hành vi tước đoạt tự do tín ngưỡng thô bạo nhất. Việc cưỡng bức trẻ thơ chịu các phép bí tích, nhất là bí tích rửa tội nhập đạo, phải được coi là một hành vi áp đặt cái thòng lọng tôn giáo vào cổ những người ngây thơ vô tội. Chúng tôi kêu gọi sự can thiệp của luật pháp quốc gia để ngăn chặn sự vi phạm quyền tự do căn bản, tự do tín ngưỡng của những con người chưa có khả năng phản đoán và khả năng tự vệ. Luật pháp phải đặc biệt chú ý đến Công giáo La Mã, vì đạo này là một chế độ độc tài ngụy trang tôn giáo. Lúc tôi lên 7 tuổi, cha tôi bắt học thuộc lòng phần lớn cuốn Toàn Niên Kinh Nguyện của địa phận Bùi Chu, cùng mấy tập thơ lục bát như Thập Điều Tứ Chung của giám mục Hồ Ngọc Cảnh và Hiếu Tự Ca của cụ Sáu Trần Lục, tất cả để chuẩn bị tâm tư cho tôi chịu các phép bí tích xưng tội và rước lễ đầu. Ngày nay bí tích giải tội được gọi là bí tích hòa giải, nhưng vào lúc tôi mới 7 tuổi đầu, tôi với Chúa chưa hề có một xích mích nào với nhau, tại sao lại bắt tôi phải hòa giải với Chúa? Mấy năm sau tôi được chịu phép bí tích thêm sức do giám mục địa phận ban cho, vì cha tôi muốn tôi được tăng cường thêm đức tin vững vàng để sau này về già tới chết đức tin của tôi vẫn vững như đồng, không gì lay chuyển nổi. Vào năm 27 tuổi, năm 1964, tôi chẳng may bị bệnh thương hàn trầm trọng gần chết. Khi thấy bác sĩ bệnh viện Đô Thành chuẩn bị đem cho tôi xuống nhà xác, có lẽ cha tôi lo cho tôi sắp bị quỷ Satan đến bắt nên đã khấn thiết mời một linh mục đến nhà thương làm phép sức dầu thánh cho tôi. Cả gia đình tôi khóc thương và chuẩn bị sẵn sàng tiễn tôi về thiên đàng để tôi được xem thấy mặt Đức Chúa Trời Jehovah sáng láng vui vẻ vô cùng. Đồng thời linh hồn tôi sẽ được hợp làm một cùng thánh tổ phụ Abraham và vua thành David. Đối với tôi, tất cả những nhân vật này đều là những kẻ bất lương, với tôi không hề muốn gặp họ. Nhưng sau đó tôi may mắn thoát chết và sức khỏe của tôi dần dần hồi phục nhờ bác sĩ tận tình. Chỉ mấy tháng sau tôi được gọi động viên vào trường Thủ Đức và trở thành sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1969, cha mẹ tôi thu xếp cho tôi được đẹp duyên cùng cô Teresa thuộc ca đoàn nhà thờ huyện sĩ. Thế là tôi đã có vợ đạo dòng đúng theo ý muốn của cha mẹ tôi. Vợ tôi nguyên là học sinh Trưng Vương, đã từng đóng vai Trưng Nhị cầm kiếm cưỡi ngựa tại nhà hát lớn Sài Gòn trong lễ tưởng niệm Hai Bà năm 1967. Đạo Công giáo có cả thảy 7 phép bí tích, thì tới nay tính ra tôi đã phải chịu tới 6 phép, chỉ thiếu một phép bí tích duy nhất còn lại là phép truyền chức thánh mà thôi. Mọi người Công giáo chỉ có thể chịu 6 phép bí tích là mức tối đa tuyệt đối. Mấy ông tu sĩ từ cấp chóp bu là giáo hoàng qua các cấp đại thần như ông Hồng Y giám mục cấp lưng chừng nữa, ông nửa thằng, nửa ông nửa thằng là đức ông, cho nên cấp manager quản lý là linh mục cũng chỉ có thể chịu tới 6 phép là cùng. Các vị này một khi đã lỡ chịu phép truyền chức thánh rồi thì phép bí tích hôn phối dù đã được thánh hóa cũng trở thành một phép bí tích tội lỗi đối với họ. Sự đời thật lắm chuyện bất ngờ. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã chấm dứt 10 năm quân ngũ của tôi để mở đầu cho gần 10 năm tù trong các trại cải tạo ở Bắc và Nam Việt Nam. Những năm tù đó là cơ hội hoán chuyển tâm hồn tôi từ một tín đồ Công giáo thành một kẻ vô thần. Ấn tượng hãi hùng nhất đối với bọn tù chúng tôi là những cơn đói dở sống dở chết triền miên. Cao điểm của sự tàn tạ là vào khoảng các năm 1978,
năm 1979 tại trại tù Yên Bấy. Bọn tù chúng tôi xếp hàng dọc leo lên núi, làm rẫy sáng đi tối về như những bóng ma. Những người Tày ở vùng này thường gọi chúng tôi là bọn đầu lâu chân tay. Một hôm bọn tôi tình cờ gặp mấy cô gái Tày lên rừng kiếm củi. Một người bạn tù chỉ tay vào tôi và nói đùa với mấy cô gái: "Có cô nào muốn lấy thằng này không, để tôi gả cho." Một cô gái vui vẻ trả lời: "Lấy về để nấu cao à." Thiên Chúa thân thương của tôi bấy lâu đã bỏ tôi và chỉ để lại trong tôi một sự trống vắng, hoang tàn, tuyệt vọng. Suốt bao nhiêu những ngày tháng ấy, tôi không hề đọc kinh cầu nguyện Chúa ngự trong linh hồn, mà chỉ cầu những hạt cơm, hạt ngô, củ khoai hay vài miếng sắn lát ngự trong bao tử lép xẹp khốn khổ của mình. Những thứ vốn tầm thường ấy đã trở thành thiên đàng, hiện thực và giá trị nhất của tôi. Nhưng sau khi ra tù về nhà, tôi lại chìm đắm trong một thế giới tâm linh mới. Người em trai của tôi đã thu thập từ lâu khoảng trên 20 cuốn sách của Hội Thông Thiên Học và trao trọn gói cho tôi đọc. Tôi đã say mê đọc những cuốn sách này. Trong khoảng thời gian từ năm 1985 đến năm 1989, điều làm tôi ngạc nhiên với chính mình là cuối cùng tôi đã không theo Thông Thiên Học, vì tôi không thể chấp nhận những điều huyền hoặc của Tổng Giám mục Anh giáo Lepeter. Là một trong những sáng lập Thông Thiên Học, nhưng chính nhờ Thông Thiên Học tôi đã tìm lại được niềm tin mãnh liệt Thượng Đế, và đồng thời tôi hết lòng tâm phục Đức Thích Ca. Từ đó Thiên Nhãn Thượng Đế từng ngự trên đầu tôi và Đức Thích Ca ngự trong tim tôi. Trước đó tôi chưa bao giờ vào chùa lạy Phật, không hề thuộc một kinh Phật nào và không hề quen biết một tu sĩ nào của đạo Phật. Nhưng tôi không cảm thấy xa lạ với Đức Phật, trái lại tôi cảm thấy hình như Ngài đã ở sẵn trong tim tôi từ thuở nào. Cả đời tôi chưa bao giờ đến Tây Ninh, chưa bao giờ đọc sách của và cũng chưa bao giờ bước chân vào một thánh thất cao đài. Nhưng tôi có cảm tưởng niềm tin của tôi rất gần gũi với đạo cao đài. Tôi thật sự không hiểu tại sao và không thể giải thích. Tôi xin nhấn mạnh là tôi chỉ thuật lại trung thực những gì đã xảy đến cho tôi. Có sao nói vậy, tôi không hề có ý thuyết phục bất cứ ai về điều đó, về điều tôi tin. Tôi tuyệt đối không đặt vấn đề tranh luận có hay không có Thượng Đế. Tôi cũng không đặt vấn đề chung chúng ta nên hiểu thế nào về Đức Phật A Di Đà. Các vấn đề này hoàn toàn vượt quá sự hiểu biết của tôi và hoàn toàn tùy thuộc vào sự cảm nhận riêng của mỗi người chúng ta. Từ năm 1989 đến nay, tôi luôn hoàn thành khẩn niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật theo ý nghĩa Thông Thiên Học, và tôi đã tìm được niềm an vui trong đời sống tinh thần. Theo Thông Thiên Học thì Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy chúng ta niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thông Thiên Học giải thích nguyên chữ Phạn Nam Mô là vinh danh, sáng danh, Phật là giác giả, tức tâm linh giác ngộ, trí tuệ thông minh, hiểu biết vô lượng. A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, thiêng liêng vô cùng, vô thủy, vô chung. Tất cả mọi người chúng ta đều có Phật tánh. Nếu chúng ta ra sức tu tâm thiện lành hướng thượng thì mọi người đều thành Phật cả. Cho nên Đức Thích Ca đã xác nhận rằng Ngài là Phật đã thành, và mọi chúng sanh đều là những vị Phật sẽ thành. Mọi chúng sinh đều bình đẳng, chỉ khác nhau ở trình độ tiến hóa về tâm linh mà thôi. Theo thiện ý của tôi, chân lý không ở đâu xa mà ở trong sự đơn sơ, mộc mạc và giản dị nhất. Người ta càng giải thích lời dạy của các giáo chủ một cách phức tạp, cao siêu bao nhiêu thì càng làm cho người nghe thêm rối trí và hiểu sai, rồi đi lạc lung tung, chẳng còn biết đâu mà mò. Cứ theo lời dạy hết sức đơn giản của Đức Phật là hãy khởi đầu với lòng từ bi thật sự, sau đó ta sẽ có tất cả mọi thứ, ngắn gọn chỉ có vậy thôi.
cãi nhau dông dài, vô ích. Từ là lòng ao ước làm cho con người khác được an vui, không muốn ai bị ngược đãi, bất công, tàn nhẫn. Thấy ai bị đau khổ thì động lòng trắc ẩn, xót xa. Lòng yêu người cũng chính là lòng yêu sự công bằng vậy. Bi là tình thương rải ra khắp chúng sinh. Phật dạy từ bi là nước tưới cây bồ đề, làm cho cây nở ra hoa trái trí tuệ. Trí tuệ là sự hiểu biết mà ngôn ngữ loài người không thể diễn tả được. Hãy theo con đường Phật dạy, khởi đi từ bi sẽ có trí. Sau khi đã có đủ bi và trí rồi thì tự nhiên sẽ có dũng, nghĩa là ta sẽ trở thành can đảm phi thường, vô ý. Sự can đảm phát sinh từ lòng thương người sẽ đến với ta một cách tự nhiên, mà không cần phải tập luyện gì hết. Những điều trên đây xin coi như công thức thứ nhất. Công thức thứ hai là chân thiện mỹ, nghĩa là hãy thiết tha yêu mến sự thật. Hãy vững tin rằng dù có sự thật bị đàn áp chà đạp tới đâu, cuối cùng sự thật cũng ngóc đầu dậy và chiến thắng vinh quang. Đó là luật của thiên nhiên mà không có một sức mạnh tội ác nào có thể cưỡng lại được. Sự thật là chân lý cao hơn mọi tôn giáo. Nói cách khác, một tôn giáo nào cao hơn sự thật, lòng thiết tha yêu mến sự thật là cội nguồn của sự thánh thiện. Vì vậy phải có lòng chân thật trước hết rồi mới sao mới có thể có cái tâm thiện lành được. Rõ ràng phải có chân mới có thiện. Và cuối cùng, tự nhiên ai cũng sẽ thấy đó là sự tốt đẹp vô cùng, đó là mỹ. Hai công thức đó của Đức Thích Ca quyện chặt vào nhau thành một. Nói một cách khác, ta chỉ cần trao dồi lòng từ bi và tha thiết yêu sự thật là ta sẽ có nguồn sáng tâm linh và lòng can đảm để giải quyết tất cả mọi sự trên đời này. Đó là đạo làm người hoặc đạo làm nhân. Đó có sẵn trong tâm thức của truyền thống văn hóa Việt Nam, tâm thức của tổ tiên Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa đã đạt tới tuyệt đỉnh của sự thánh thiện là lòng từ bi vô vị lợi. Đúng như từ điển Anh ngữ đã định nghĩa sát, loại thánh nhân được hiểu theo nghĩa này không cần được Vatican tấn phong và cũng không nên để cho Vatican tấn phong, vì họ Vatican không đủ trình độ để vươn tới loại thánh này. Và lại từ xưa đến nay Vatican chỉ phong thánh cho những kẻ đã chết từ lâu, nên công giáo La Mã chỉ có những thánh của sự chết chứ không bao giờ có thánh của sự sống. Công giáo cũng không có thánh sống nhưng lại có quá nhiều quỷ sống. Các thánh của Vatican cần phải được tra xét lại, nhất là loại thánh được gọi là tử đạo Việt Nam. Đại đa số các thánh tử đạo đều là những tên Việt gia, chỉ vì ngu ngốc nên đã làm tay sai cho giặc và chết uổng mạng cho tà đạo khốn nạn nhất trong lịch sử loài người. Tổ tiên từ ngàn năm xưa đã truyền dạy chúng ta chân lý quý báu về sự thánh thiện bằng những câu tục ngữ đơn sơ: thương người như thể thương thân. Và dù cho có khác nhau về chủng tộc hay văn hóa cũng vẫn thương như thường. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Đó chính là sự thánh thiện không cần tôn giáo của tổ tiên Việt Nam chúng ta. Cái thói bục chùa nhà không thiên đã làm cho chúng ta coi thường những lời dạy bình dân đó của tổ tiên, nên chúng ta đã đánh mất cái kho tàng văn hóa nhân bản mà ngày nay những tiêm óc vĩ đại của Tây Phương đã nhận ra nó trong chủ nghĩa nhân đạo thế tục của họ, khiến Hiến pháp Hoa Kỳ đã và đang theo đuổi mục tiêu thực hiện chủ nghĩa nhân bản thế tục này. Một trong những tư tưởng tiến bộ của chủ nghĩa nhân đạo thế tục có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đối với Hiến pháp Hoa Kỳ là tác phẩm Common Sense của Thomas Piner Bettelin Book 1776 của chủ nghĩa nhân đạo thế tục, được khẳng định tại trong tu chính án thứ nhất năm 1791 và tu chính án thứ 14 năm 1870
tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cũng đã có mấy dịp khẳng định tinh thần hiến pháp là chủ phủ tôn trọng, chính phủ tôn trọng các nhân quyền và dân quyền, nhưng phải có mục tiêu thế tục hoặc phô tôn giáo. Đỉnh cao trí tuệ và tâm linh Tây Phương đã gặp gỡ tinh thần nhân bản vô tôn giáo của văn hóa bình dân cổ đại Việt Nam. Nền văn hóa tổng hợp Đông Tây mang trọn nhân tính này sẽ là ngọn hải đăng dẫn dắt nhân loại đi vào thiên niên kỷ thứ ba. Nền văn hóa này sẽ sản sinh ra những thánh sống phục vụ cho hạnh phúc của nhân loại, để mở đầu cho kỷ nguyên của những thánh sống thật. Các thánh đã chết không thể làm những điều ích lợi tích cực cho nhân loại được nữa, ngoài các tác dụng của những tấm gương sáng nếu có để chúng ta chiêm ngưỡng mà thôi. Dưới ánh sáng dịu dàng của Đức Phật từ bi và với tâm thức thánh thiện của tổ tiên xa xưa còn sót lại, tôi đã rà soát lại niềm tin tôn giáo lâu đời của gia tộc mình. Nhận thức đầu tiên của tôi là chánh đạo phải là đạo thương người và cứu người. Bất cứ một tôn giáo nào bề ngoài tuy có vẻ văn minh hào nhoáng hoặc đội lốt bác ái giả dối, nhưng trong thực tế lại là đạo giết người nhiều nhất, thì cái đạo đó phải là tà đạo chứ không phải không thể khác được. Nếp sau hình ảnh nhân ái của ít người nổi tiếng như Mother Teresa là cả một dãy núi tội ác sát nhân của giáo hội Công giáo trong 17 thế kỷ qua. Từ khi bạo chúa La Mã Constantine lập đạo Công giáo năm 325 tại Nicaea đến nay, Công giáo đã giết hại trên 200 triệu người. Nên Công giáo không thể tồn tại như một tôn giáo trên thế giới. Nó phải được coi là một tổ chức tội phạm vô tiền khoáng hậu và phải bị đào thải khỏi nền văn minh nhân bản của loài người. Với lương tâm và lương tri bình thường, chúng ta không thể hình dung được một tôn giáo mà không có đức từ bi. Tôn giáo chiếm giải vô địch giết người như Công giáo La Mã là tôn giáo không có đức từ bi thì không thể có trí. Cho nên tín đồ của nó chủ yếu là gồm những kẻ thiếu trí tuệ. Có hai loại người trong hàng ngũ những kẻ thiếu trí là những kẻ thất học, gồm đại đa số giáo dân và trí xảo quyệt, là hàng ngũ tu sĩ lãnh đạo cao cấp. Chính những kẻ xảo quyệt này mới thật sự là đại họa cho nhân loại, vì họ là những tên chánh phạm của các loại tội phạm của Công giáo La Mã từ xưa đến nay. Ai có thắc mắc gì về những điều này xin hãy tìm đọc Vatican Thú Tội và Xin Lỗi của 6 tác giả, 312 trang, Giao Điểm xuất bản năm 2000. Tôi rất đau buồn nhận ra Công giáo mà gia tộc tôi đã theo từ năm 1553 tới nay chính là cái tà đạo oan nghiệt đó. Tôi xin cảm tạ ơn trên đã soi sáng và giải cứu tôi thoát khỏi ngục tù tư tưởng của tà đạo ngụy thiên chúa này. Tất cả những gì tôi kể ra đây đều là những gì đã thật sự xảy ra cho tôi. Chuyện ra sao thì tôi xin kể lại như vậy mà thôi. Sở dĩ tôi phải nói là được ơn trên giải cứu, vì hầu như mọi người do một cơ duyên nào đó mà bị vướng vào cái tà đạo ác ôn này thì chẳng khác nào một con thú bị mắc bẫy, rất khó có thể tự vùng vẫy thoát khỏi ra. Đúng như giáo sư Trần Trung Ngọc đã viết trong tạp chí Giao Điểm số 38 mùa thu năm 2000 trang 12, kinh nghiệm lịch sử cho thấy con người một khi cho chân vào cái rọ gia tô rồi thì khó rút ra lắm. Vì chính sách nhồi sọ của gia tô giáo rất tinh vi với đầy đủ phương tiện. Đó chẳng phải là tình trạng khó khăn của thân phận giáo dân ở các nước kém mở mang như Việt Nam, mà ngay những giáo dân Công giáo tại nước Mỹ nổi tiếng tự do và văn minh nhất thế giới này cũng phải công nhận là đạo Công giáo có một cái trọng tâm lý đặc biệt mà nữ học giả John Mel gọi là cái thòng lọng Công giáo. Trong tác phẩm Người Công giáo tỉnh ngộ, tác giả cho biết hiện nay có rất nhiều tín đồ Công giáo Mỹ bị khủng hoảng đức tin trầm trọng, nhưng vẫn không thoát khỏi ra khỏi
cái thầm lặng Công giáo đó. Tôi xin trích dẫn một số ý kiến tiêu biểu trong cuốn sách độc đáo này để chúng ta biết sơ qua về trình độ thức tỉnh tâm linh của những người trí thức Công giáo Mỹ hiện nay ra sao. Công giáo thực chất là một chế độ độc tài tự xưng là một tôn giáo. Thiên Chúa Kitô giáo là một gã đàn ông toàn năng. Mỗi khi nói tới Thiên Chúa, người ta luôn luôn sử dụng các từ ngữ thuộc giống đực. Đối với phụ nữ Công giáo Mỹ thì quyền lực của giới tu sĩ đàn ông chứ không phải là quyền lực của Chúa vẫn luôn luôn tồn tại. Thiên Chúa chỉ là tấm màn che cho sự chống thống trị của đàn ông. Hồi giáo và Công giáo đã thánh chiến với nhau trong nhiều thế kỷ, làm chết mấy chục triệu sinh mạng, và ngày nay họ vẫn đang giết nhau ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng họ lại hết sức đoàn kết với nhau trong chủ nghĩa thù ghét phụ nữ. Cả hai tôn giáo này tuyệt đối không cho phụ nữ giữ các chức vụ tư tế. Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, họ lớn tiếng chống phá thai mà họ gọi là đấu tranh cho quyền sống. Thực chất là họ đấu tranh cho sự sống còn của tôn giáo họ. Thiên Chúa được rửa của họ còn lắm điều hơn đàn bà. Các lời bậy bạ của họ đều được gán cho là lời của Chúa. Tác giả dành 4 trang kêu gọi những người Công giáo Mỹ bỏ đạo. Theo tác giả, bỏ đạo là từ chối làm phép con bò. Ngoài những ý kiến của các tác giả, còn nhiều ý kiến táo bạo của nhiều tín đồ Công giáo khác do tác giả phỏng vấn. Chẳng hạn cô Victoria phát biểu: cái điều làm cho cô tức giận nhất là cái ý nghĩa bệnh hoạn cho rằng Giê-xu đã chết cho tội lỗi của cô và của mọi người. Cô nói: bởi vì tôi và mọi người, tôi biết điều không làm cái điều bệnh hoạn chứng minh cho cái việc tồi tệ của gã đàn ông bị đóng đinh trên thập ác và chảy máu đến chết đó. Nếu hắn cảm thấy cần phải chết vì tôi thì xin lỗi, đó là do tự ý hắn muốn vác lấy gánh nặng một cách sai lầm kinh khủng. Tôi không thèm làm một việc tồi tệ đến như vậy. Cô Linda ở Texas viết gửi cho tác giả một bài tựa, tựa đề là Công giáo La Mã, với nội dung Công giáo La Mã là tôn giáo hay tiệm buôn. Cái thật sự làm tôi băn khoăn là tài sản kết xù của giáo hội. Họ có quá nhiều vàng và liên hệ mật thiết với mafia. Họ dạy người ta về đức nghèo khó trong khi họ có trụ sở ở thị trường chứng khoán New York. Họ dạy lòng thương yêu nhưng lại rất khinh bỉ những người ngoài Công giáo. Họ dạy sự bình đẳng nhưng coi phụ nữ như đất cát. Tôi hết chịu đựng nổi sự đạo đức giả của họ. Giáo hội đầy dẫy những thứ đó. Hãy nhìn về nước Tây Ban Nha mà xem. Giáo hội giàu có được quay quanh bởi những kẻ nghèo đói. Tục ngữ xưa có câu: giàu đức đó đổ vách như giáo hoàng. Còn nhiều điều khác rất hấp dẫn táo bạo, nhưng rất tiếc là khuôn khổ bài viết này không đủ sức chứa. Mong quý vị độc giả sẽ tìm đọc lấy. Ở đây tôi xin đề cập đến cái thầm lặng Công giáo. Theo kinh nghiệm bản thân tôi nhận thấy cái thầm lặng Công giáo này đã được hình thành chủ yếu do sự đọc kinh hàng ngày từ nhỏ tới lớn, khiến cho những tín điều vô lý đến mấy rồi cũng trở thành chân lý do sự lặp đi lặp lại nhiều lần và do sự tự kỷ ám thị. Qua những lời kinh cầu nguyện hàng ngày, những tín điều nhảm nhí ngớ ngẩn dần dần thấm sâu vào cõi vô thức, khiến con người chấp nhận chúng như hiện tượng phản xạ có điều kiện. Trong khoa học tâm lý và hậu quả là người ta không còn muốn đem lý trí ra để kiểm chứng nữa. Ngoài cái tâm lý đó ra còn có một yếu tố khác rất nặng nề, nó chính là sợi dây vô hình ràng buộc con người với tôn giáo chặt chẽ không thể tưởng tượng được. Đó là tình cảm gia đình và gia tộc gắn bó trong niềm tin Công giáo. Phải là những người có đạo gốc lâu đời mới có thể cảm thông được điều này. Cụ thể là trường hợp cha mẹ tôi biết cha mẹ tôi hết lòng yêu thương tôi và sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho tôi.
Nhưng nếu bị đặt vào trường hợp bắt buộc phải chọn lựa, một là tôi phải chết, hai là tôi phải bỏ đạo, thì dứt khoát cha mẹ tôi muốn tôi chết chứ không muốn tôi bỏ đạo. Xin hãy khoan nói tới chuyện dám chống đạo. Người Công giáo thường gọi là dám phản nghịch cùng Chúa là điều kinh thiên động địa, vượt ngoài sức tưởng tượng của cha mẹ tôi. Đến khi lớn lên có gia đình riêng, vợ con tôi đối xử với tôi cũng y hệt như vậy. Ở nước Mỹ này ai cũng có quyền tự do tư tưởng và một quyền hiến định đàng hoàng. Vậy mà tôi không hề có cái quyền này ở ngay trong gia đình mình. Thật là một điều trái khuấy kỳ quặc. Vào tháng 4 năm 1996, nhân dịp đọc bài Rethinking of the Resurrection of Church đăng trên tờ New York, tôi lén vợ con tôi dịch thành bài suy nghĩ lại về sự phục sinh của Chúa Kitô và gửi đăng trên tuần sang số 239 ngày 13 tháng 4 năm 1996. Vì không muốn ký tên thật, tôi chẳng cần suy nghĩ, và chỉ trong một giây đồng hồ tôi đã chọn xong cho mình một bút hiệu là Chắc Lê Nguyễn. Sau vụ này mọi chuyện êm ru. Đến tháng 8 năm 1996, tôi đến thư viện mượn mấy cuốn sách về nhà đọc chơi. Trong số đó có cuốn The Jesus Conspiracy, Âm mưu của Jesus, của hai tác giả Đức nhưng đều tốt nghiệp Đại học Mỹ là Holger Kerten và Emma Ruber. Không ngờ các tác giả viết sách quá hay khiến tôi có cầm lòng không được, nên đã tánh máy tóm dịch là thành bài Tấm Vải Liệm Xác Chúa và gửi đăng trên tuần sang đẹp số 251 ngày 6 tháng 7 năm 1996. Ông bà chủ báo vốn chẳng quen biết gì với tôi, nhưng thấy bài viết trước đây của tôi đã được đăng báo không gây chuyện rắc rối gì, nên hai vị này đã thản nhiên cho đăng tiếp. Không ngờ bài viết lần này đã gây một sự phẫn nộ lớn trong giới người Việt Công giáo ở Houghton. Bản tin mục vụ phát là tại nhà thờ và mấy tờ báo thân Công giáo ở Houghton viết bài chửi tôi thậm tệ với nội dung hàm chứa một sự hăm dọa. Giáo dân cuồng tín ở mấy xứ đạo tại Houghton hăm đánh ông bà chủ tiệm, chủ bút báo đẹp, hô hào các thương gia Công giáo rút lui, không đăng quảng cáo trên báo, và chúng tôi hâm đốt tòa báo đẹp nữa, làm cho ông bà chủ báo mất ăn mất ngủ mấy tuần lễ, liền khiến cho hai vị này khóc hoác, hóc hoác trông rất thảm não. Tôi không thể tưởng tượng nổi là một bài viết cỏn con của tôi đã làm cho những kẻ cuồng tín này phẫn nộ, tức đến mức như vậy. Bài viết chỉ có mấy trang báo tóm dịch từ một cuốn sách dày 337 trang đã được chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Đức ra chính thứ tiếng khác từ năm 1994. Riêng bản Anh ngữ được tái bản và phát hành đồng loạt tại Mỹ, Anh, Úc và tổng cộng lên tới cả triệu bản. Tòa Thánh La Mã và toàn thế giới Công giáo, trong đó có 53 triệu tín đồ Công giáo Mỹ là nước chủ nhà, đã đọc nó nguyên con từ lâu mà chẳng có một phản ứng nào. Vậy mà cái giống người Việt Công giáo ở Houghton này làm rùm beng để chống lại cái bài tóm dịch quèn của tôi và đòi đốt tờ báo đẹp để làm gì? Phải chăng họ đã quá mù quáng nên đã có những hành động thật đáng xấu hổ? Sự phẫn nộ điên khùng của họ chỉ làm cho người Mỹ và các dân tộc khác thấy rõ được cái trình độ thấp kém cùng cực của họ, vì họ chẳng hề hay biết gì về những biến chuyển lớn lao trong tư duy của nhân loại ngày nay về tôn giáo nói chung và về Công giáo nói riêng. Những kẻ tự xưng là các chiến sĩ bảo vệ đức tin, mặc dù đã may mắn sống trên đất Mỹ hơn 20 năm qua, mà đến nay họ vẫn cứ tưởng như đang sống ở hố nai, xóm mới hay ngã ba ông tạ thời Ngô Đình Thống, tổng thống trước năm 1963, hoặc thời Hoàng Quỳnh làm loạn ở Sài Gòn các năm 65 đến năm 66. Trước đây tôi thực sự chưa hiểu được hết giá trị của cuộc cách mạng 1 tháng 11 năm 1963 lật đổ chế độ của bạo quyền Công giáo Ngô Đình Diệm. Nhưng nay nhờ chuyện này mà tôi mới nhận thức ra cái tà đạo ác ôn Công giáo La Mã là một đại họa ghê gớm của dân tộc Việt Nam.
xin cảm ơn vô cùng cuộc cách mạng 1 tháng 11 năm 1963. Đó là cuộc cách mạng đã giải cứu đất nước thoát khỏi nạn nguy hiểm tôn giáo. Trong đó nạn độc tài tôn giáo phải được kể là nguy hiểm trên hết mọi thứ độc tài. Tôi oán giận tiền nhân của chúng ta ngày xưa đã đánh mất những cơ hội lịch sử để loại trừ cái tà đạo này ngay trong thời kỳ trứng nước của nó. Tổ tiên chúng ta đã mắc sai lầm lớn là để cho nó tồn tại và không ngừng phát triển tới ngày nay trên đất nước chúng ta. Nó đã nín thở qua sông trong những giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh, qua triều Tây Sơn cảnh thịnh, qua các triều đại nhà Nguyễn và thời kỳ Bình Tây Sát Tả của Văn Thân, để rồi ngóc đầu dậy như diều gặp gió dưới thời Pháp thuộc và suýt trở thành quốc giáo tại miền Nam Việt Nam. Dưới thời của mấy anh em Việt Giang họ Ngô gốc gác Công giáo cuồng tín Quảng Bình, biến cố 30 tháng 4 năm 1975 là một cơ hội bằng vàng cho một số rất đông những người Công giáo ồ ạt chạy ra nước ngoài làm giàu. Hơn 20 năm qua, họ đã gửi về Việt Nam những khoản tiền khổng lồ giúp các cha cố trong nước xây dựng nhà thờ và bành trướng thế lực. Nhiều Việt Kiều về thăm quê hương sau 25 xa cách đã phải sửng sốt ngạc nhiên trước những khu nhà thờ và nhà sứ nguy nga đồ sộ mới được cất sau năm 1975. Giáo dân tấp nập lụa là tha thước ra vô các thánh đường với các ca đoàn, hội đoàn với đủ hình thức sinh hoạt giáo xứ tưng bừng hoa lá. Các cha cố mặc com lê, đúng mốt, tay sách Samsonite, nườm nượp rủ nhau đi Âu Châu và Bắc Mỹ, chủ yếu nhằm đoạt hoạt động kiếm tiền, chứ chẳng có ai lo việc đạo đức hay nhân đạo thực sự. Cố đạo giàu thì cán bộ tham nhũng cũng giàu theo, đúng là tốt đạo đẹp đời. Chứ có mất mát gì đâu, chỉ có những giáo dân cùng đinh thì trước sau vẫn giữ vững cái khố như tượng Chúa Giêsu trên thập giá mà thôi. Tượng Chúa là vật vô tri vô giác thì có cái khố hay không chẳng sao, nhưng đám giáo dân nghèo không còn cái khố để mặc, không còn hạt cơm để ăn, trong khi cha cố buông thần bán thánh trở nên giàu có huynh hoang phè phỡn thì thật là một vấn đề xã hội nghiêm trọng. Trong khi đó thì chính quyền vẫn bị buộc tội là đàn áp tôn giáo, nhưng sao từ năm 1975 đến nay chưa thấy xuất hiện một thánh tự đạo nào. Ngược lại, Công giáo vẫn phát triển trăm hoa đua nở hơn cả thời Diệm ở Việt Nam. Sự việc này đã được chính nhà văn linh mục Công giáo xác nhận trong bài Nghĩ về lễ hội La Vang đăng trên tuần báo Ngày Nay ở miền Đông Hoa Kỳ ngày 12 tháng 8 năm 1999. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nó còn dài lắm, nhưng mà mình xin ngắt ra mục này, mình sẽ làm sau. Xin quý vị thông cảm.